Alo alo, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tự cắt tóc layer tại nhà. Đầu tiên mọi người sẽ chẻ ngôi tóc, rồi mình chia tóc ra thành 4 phần, 2 trên 2 dưới như trong video mình đang thực hiện. Mình cố định tóc bằng thun để khi mà mình tự cắt đó, thì cái thao tác sẽ dễ hơn nha mọi người. Cố định tóc xong hết rồi thì mình sẽ bắt đầu cắt. Mình cầm tóc kéo ra phía trước, rồi sau đó là mình sẽ cắt thẳng một đường từ dưới lên. Mình tiếp tục thao tác như vậy cho 3 cái lọn tóc còn lại. Lúc này là mình bị nghịch tay cho nên là hơi rối, mình không biết là nên phải cầm thế nào. Tiếp theo thì mình sẽ cột tất cả tóc lên một chùm cao phía trên. Rồi mình cũng kéo ra phía trước, cắt ngang phần đuôi cho nó bằng lại. Tiếp theo là mình sẽ lấy tóc ít hơn nửa đầu một chút, rồi mình cũng kéo ra phía trước, cắt tương tự như lúc nãy. Bước này thì mình sẽ lấy ít hơn một chút nữa rồi cũng cắt bằng như vậy. Cuối cùng là mình sẽ xả tóc ra rồi mình sẽ tỉa lại hai bên cho nó ngắn theo ý của mình. Và đây là kết quả. Nhìn cũng được ha mọi người, vì dịch bệnh Covid hoành hành cho nên là mình không dám đi ra salon để cắt. Ở nhà tự chữa cháy như vậy mình thấy cũng quá là ok rồi. Nếu các bạn thích và muốn tự trải nghiệm thì có thể cắt thử theo mình nha. Chúc mọi người thành công. Bye bye.